bộ sưu tập độc thạch quý hiếm của lão ông Ninh Bình. Những khối đá vô tri vô giác tưởng chừng như bỏ đi, tuy nhiên, qua mắt nhìn của cụ nghệ nhân Nguyễn Xuân Lương, 87 tuổi, chúng trở thành những con vật biểu tượng sinh động, căng tràn sức sống. Cụ Nguyễn Xuân Lương, 87 tuổi, sinh ra từ làng chế tác đá mỹ nghệ Ninh Văn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Cụ là một trong những người cao niên trong làng, từng tham gia nghề chế tác đá. Cũng vì thế mà cụ có niềm đam mê, thích sưu tầm những hòn đá độc lạ, kỳ quái về chơi. Là nghệ nhân sinh vật cảnh có tiếng ở Ninh Bình, đến nay, bộ sưu tập đá cảnh của cụ Lương có đến cả trăm hòn, tảng đá độc đáo. Nhiều tác phẩm nghệ thuật của cụ Lương từng tham gia các triển lãm, hội chợ trong và ngoài tỉnh, được giải cao và nhận được nhiều bằng khen thưởng. Đây là hòn đá có hình dáng con sư tử được cụ Lương sưu tầm và cất giữ 10 năm nay. Hầu hết, các tác phẩm đá cảnh của cụ Lương sưu tầm đều là độc thạch. Những hòn đá này do thiên nhiên tạo ra, chưa qua bàn tay của con người và chúng có sự trùng lặp rất giống với một vật thể nào đó trong đời sống. Đây là một hòn đá giống hình bàn tay đang khép lại, bên trên có nhiều nút sần sùi. Cụ Lương gọi đây là tác phẩm bàn tay tài hoa. Trong bộ sưu tập đá của cụ Lương có một hòn ngọc tỷ vô cùng quý giá. Đây là một hòn đá quý, bên trên được chạm khắc hai con tỳ hưu có niên đại hàng trăm năm. Bảo vật này đến với ông Lương trong sự may mắn trời cho. Cách đây 5 năm, trong một lần đi tìm đá cảnh về chơi, cụ đã may mắn bắt gặp được viên ngọc quý giá này. Hai con tỳ hưu quấn vào nhau được chạm khắc rất tinh xảo. Cụ Lương cho biết đã đem hòn ngọc tỷ này ra Hà Nội nhờ các nhà khoa học thẩm định. Kết quả cho thấy đây là một hòn đá nguyên khối được chạm khắc. Đây rất có thể là một phần của chiếc ấn tín của vua chúa xưa. Cụ Lương nhận định và cho biết có người đến trả cả trăm triệu đồng nhưng cụ không bán. Tác phẩm sư tử đá này, cụ Lương từng tham gia festival đá cảnh tại Thanh Hóa và nhận được nhiều sự chú ý của giới nghệ nhân sinh vật cảnh của nhiều tỉnh thành. Tác phẩm Anh hùng độc lập này được cụ Lương yêu quý nhất bởi hòn đá này có đủ các yếu tố của một tác phẩm độc thạch. Đặc biệt, khi có nước mưa, hòn đá này hiện lên nhiều màu sắc ở nhiều nơi khác nhau nên rất quý, hiếm có hòn đá nào nổi màu như hòn đá đặc biệt này. Những khối đá tưởng chừng như vô tri vô giác, vứt bỏ đi, nhưng qua đôi mắt và bàn tay tài hoa của nghệ nhân làng đá Ninh Văn, Nguyễn Xuân Lương là trở thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn, căng tràn sự sống với những cái tên rất sinh động. Tác phẩm Rồng hướng thiên thanh với hình thù chiếc đầu rồng đang hướng lên trời, thân cuốn tròn dưới đất. Đây là độc thạch được cụ Lương nhiều ngày tìm kiếm ở dãy núi Tam Điệp đem về. Hòn đá hình con chim đang vươn cánh bay lên mặt nước. Để người xem dễ nhìn và dễ hiểu đối với hòn đá này, cụ Lương đặt nó trên một chiếc bể hình vuông, sau đó cho nước vào bể và đặt hòn đá lên trên. Một hòn đá trong bộ sưu tập của cụ Lương sau khi dội nước vào hiện lên các màu sắc óng ánh rất kỳ lạ. Các vân trên hòn đá này đan vào nhau như một chiếc khăn màu hồng nên cụ Lương đặt tên cho tác phẩm của mình là chiếc khăn piêu. Nghệ nhân 87 tuổi tâm sự, tên của các tác phẩm độc thạch đều do cụ tự nghĩ và đặt. Sắp tới, tôi sẽ mời những người chơi đá cảnh đến cùng bàn luận và chọn cho những hòn đá trong vườn nhà mình cái tên hợp lý và ý nghĩa nhất, cụ Lương nói. Trước sân nhà cụ Lương đầy những tác phẩm đá cảnh. Có niềm đam mê với đá từ nhỏ nên có được hòn đá nào là cụ Lương giữ và rất quý. Cụ bảo khi nào về với tiên tổ, những tác phẩm đá này sẽ để lại cho con trai. Vì con trai của cụ cũng rất đam mê và thích sưu tầm đá như bố. Ngoài đá cảnh, trong vườn nhà cụ Lương cũng có rất nhiều những chậu, độc bình được chạm khắc bằng đá nguyên khối. Có những chiếc chậu trồng cây cảnh được chạm khắc thủ công
có tuổi đời gần 100 năm nay.